Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop 10 ngày của trang công nghệ TLD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là chiếc laptop Gigabyte G5 các bạn ạ. Một trong những mẫu máy gaming cực kỳ thành công tại thị trường Việt Nam của thương hiệu Gigabyte đến từ Đài Loan. Chiếc máy của mình mang về ngày hôm nay có phân khúc giá khoảng tầm 20 triệu đồng tại thị trường. Chúng ta đã trang bị một chiếc máy được cấu hình đó là i5-11400H. Em máy này có CPU của nó có 6 lõi 12 luồng RTX 3050 luôn anh em ạ. Với chế độ bảo hành 2 năm. Và đây là một trong chiếc máy thành công nhất của thương hiệu Gigabyte ở phân khúc tầm giá là 20 triệu để quý vị các bạn có thể đầu tư, chơi game, làm đồ họa và tất cả những cái ứng dụng về dựng phim, dựng kỹ xảo thì chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khui hộp và test chiếc máy này nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Các bạn ơi, đây là dòng sản phẩm phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam do công ty quốc tế Thủy Linh phân phối các bạn nhé. Đây là cấu hình, mọi thứ có hết rồi các bạn nhé. Đó, bảo hành 2 năm thì chúng ta quá là yên tâm đúng không? Lại là bảo hành chính hãng nữa. Và khi các bạn mua máy này thì nó sẽ là full VAT luôn. Bên trong máy sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Ái chà, sạc kiểu vuông như này, rất giống với những chiếc Dell XPS này. Chân gì đây? Chân kim đen màu này nhá. Công suất của sạc là 150W các bạn ạ. Nhỏ xíu này mà 150W luôn. Đây là dây nguồn này các bạn này. Bên trong cái hộp này nó có cả giấy chống ẩm. Cái này thì cáp chắc lắp thêm cáp ổ cứng các bạn ạ. Đây này. Ở phân khúc giá rẻ nên vỏ máy làm hoàn toàn bằng nhựa và giống với phiên bản G5 mà mình đang chạy chương trình tại cửa hàng RTX 3060 các bạn. Cũng có ở phân khúc 20 triệu thôi. Vâng, thưa các bạn, thì ở phân khúc giá rẻ thì chiếc máy làm hoàn toàn vỏ bằng nhựa các bạn ạ. Và trọng lượng tổng thể của chiếc máy nó xấp xỉ khoảng 2,1 cân các bạn nhé. Nói chung không quá nặng các bạn ạ. Tản nhiệt được đưa đằng sau như này. Và nhựa thì các bạn sẽ nhìn thấy cảm giác đầu tiên là nó sẽ hơi kém sang một chút, mà kể cả logo thì các bạn thấy nó sẽ dập kiểu sơn như này thôi, chứ không được mạ chrome hay gì cả. Bề lề của nó dạng như này thì mình nghĩ nó khá là chắc chắn giống như các phiên bản trước. Thực tế thì mình đã trải nghiệm hai phiên bản này rồi. Ở các phiên bản mà CPU thấp hơn là CPU đầy 10 các bạn nhé. Ở đằng sau thì Gigabyte họ bố trí một cổng mini DisplayPort để các bạn có thể cắm ra màn hình bên ngoài, cổng HDMI và thêm cổng LAN, cổng sạc. Có LAN như này thì chúng ta sẽ dùng mạng nội bộ thì nó cũng sẽ chuẩn hơn, đối với khi nó sẽ ổn định hơn so với mạng Wi-Fi các bạn ạ. Ở bên tay phải của mình thì vẫn thêm một hốc tản nhiệt nữa này, đầu độc thẻ này, USB Type-C và thêm một cổng USB 3.0. Đằng trước thì bao gồm các đèn tín hiệu của ổ cứng này, chế độ máy bay này, pin này, máy đang sử dụng này, không bố trí bất kỳ cổng gì đằng trước. Và cái phần này thì cái vân nó nhám như này để các bạn có thể mở máy này, đơn giản này. Ở bên này cũng thêm một hốc tản nhiệt nữa các bạn ạ. Có hai cổng USB, một 2.0, một 3.0 và cổng phone của mic này. Nó tích hợp riêng. Với giao tiếp 3.5 này các bạn có thể kết nối âm thanh ra bên ngoài nhé. Tính ra chiếc máy này có đến 4 hốc tản nhiệt các bạn ạ. Không được trang bị cổng thu nút 4 mà chỉ có Type-C thôi các bạn nhé. Bên dưới này các bạn sẽ nhìn thấy này, không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng ra bốn hướng này. Quả này pin có vẻ như hơi hẹo các bạn ạ, pin nhỏ. À, đúng là ở phân khúc giá rẻ pin chỉ có dung lượng là 48,96 Wh thôi. Quả này pin như này là dung lượng 4 cell các bạn nhé. Thông số của máy thì sẽ có hết đây nhé. Đây là hai hốc loa này. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong chiếc máy này để khám phá khả năng nâng cấp của máy ra sao. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Vâng, thưa các bạn, thì mở chiếc máy này ra thì không quá khó các bạn ạ. Ai cũng có thể mở ra, tự vệ sinh bảo dưỡng để nâng cấp sau này các bạn nhé. Bên trong máy thì các bạn sẽ thấy có 4 ống đồng tản nhiệt này, hai cái quạt. Ở cái phần nhỏ, phần bên tay phải của mình đây, đó là CPU được gắn chết trên bo mạch chủ. Và phần bên tay trái nó lớn hơn một chút, đó là GPU, có nghĩa là Vega rời đấy các bạn. Onboard trực tiếp trên bo mạch chủ và hai linh kiện này sẽ không có khả năng nâng cấp nhé. Bên dưới là hai cái loa này các bạn này. Hai slot cắm RAM có thể mở rộng tối đa là 64GB RAM trước máy này. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là hai khe cắm ổ cứng PCIe tốc độ cao này, có thể chạy chế độ RAID 0 và thêm một khe cắm ổ cứng 2.5 inch để các bạn có thể lưu trữ. Vị trí của chiếc máy này có thể nâng cấp tối đa là 6TB cho ổ cứng này. Đây là pin set mode các bạn nhé. Còn đây là con chipset này. Bên cạnh con chipset là Wi-Fi.
Tóm tắt lại, chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp RAM vỏ cứng, còn các linh kiện khác sẽ onboard trực tiếp trên bo mạch chủ mà chúng ta không có khả năng nâng cấp. Khi các bạn mua máy ấn định cấu hình là i5, nó là i5 mà i7 nó là i7, Vega gì thì ấn định trên máy luôn nhá. Các bạn ơi, đầu tiên mình giới thiệu các bạn là cái phím này thì có chỉnh LED RGB nhá, để các bạn có thể chỉnh rất là nhiều màu. Đấy, tùy thích nhá. Đấy, các bạn nhìn không? Đẹp không? Và bàn phím thì mình nhìn này, hành trình bàn phím, cái cách sản xuất bàn phím thì giống kiểu Tesseri của MSI. Hay trên các dòng máy MSI. Hành trình bàn phím cao lỗ như này, bấm tương đối là thích. Có thêm một hàng phím phụ như này sẽ hỗ trợ các bạn nhập liệu bàn phím tốt hơn. Và những cái công nghệ trên chiếc máy này thì Gigabyte họ hỗ trợ này, như là Wi-Fi 6 này, tản nhiệt này. Đấy. Công nghệ 3D của nó hoặc là tần số quét của màn hình. Phím bật nguồn ở đây các bạn nhá, được tích hợp đèn LED màu trắng. Và các bạn có thể chỉnh hành trình phím ở đây này, các phím chỉnh chức năng nó có sẵn hết ở trên bàn phím này. Máy được tích hợp sẵn Windows 11 bản quyền nhá các bạn nhá. Ở đây thì tớ test thấy cái tốc độ ổ cứng đầu tiên thì rất cao. Úi giời. Sấp xỉ 4,7 GB. Kinh khủng đấy. Mình kiểm tra phần cứng bên trong này. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.1 các bạn nhá. Ổ cứng trong này thì nó hãng nó build các bạn ạ, mà không ghi ổ cứng của hãng gì cả. Đây, Vega bên trong máy đây các bạn thấy là có sử dụng Vega On là UHD Grandfix này. Và Vega rời là RTX 3050. Wi-Fi đang được nâng cấp lên Wi-Fi 6 các bạn nhé. Băng tầng lên đến 160Hz này. Đây em CPU đây, 11400H này. Chip thế hệ Tiger Lake này. Các bạn sẽ thấy tốc độ đọc cổ cứng rất khủng khiếp đúng không? Gần 4,7 GB một giây và tốc độ ghi của nó cũng đạt sấp xỉ 2,3 GB. Quá nhanh luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, tần số quét của màn hình, cái khung hình chuyển động của màn hình là 144Hz nhá. Màn hình còn đẹp. Màn hình em này thì đánh giá ở mức gọi là dùng tốt thôi. Tỷ lệ bao phủ màu của nó ở 45% LTSC thôi các bạn ạ. Độ sáng của nó cũng chỉ đạt 250 nit thôi các bạn nhá. Nói chung là cái màn hình này đánh giá ở mức gọi là dùng được thôi, không có gì đáng nổi bật cả. Tỷ lệ bao phủ màu khá thấp các bạn ạ. Nó chỉ có 62% sRGB thôi, 41% Adobe RGB thôi. Chất âm của máy thì mình nghĩ là được. Mới hết cỡ này. Hai cái loa chỗ ở đây nha bạn nhé. Và màn hình thì có chống lóa, các bạn có thể nhìn góc rất rộng. Màn hình IPS thì bao giờ cũng cho cái chất lượng hình ảnh nhìn sâu và rộng hơn. Đây là một đoạn video 4K mình hay test cho mọi người hàng ngày. Âm bass thì mình thấy cũng được đấy, nhưng mà âm thanh có vẻ hơi nhỏ một chút các bạn ạ. Không quá hay, nhưng mà đủ các bạn để nghe nhé. Còn thực sự mà các bạn muốn phê thì lên cắm thêm loa Bluetooth từ bên ngoài hoặc cắm qua cổng âm thanh của nó. Đây, Vega RTX 3050 này, mình sẽ giới thiệu một chút về em Vega này nhé. Đây, các bạn click vào đây để xem thông số của Vega này. Đầu tiên là cái nhân CUDA của em Vega này nó lên đến 2048 này. Các bạn có thể nhìn thấy này. Công suất maximum của Vega là 85W nhé. Hoạt động bên trong là 12GB một giây, 128 bit. Bộ nhớ là 4GB DDR6 của cả màn hình. Và có thể sử dụng bộ nhớ chia sẻ. Đây, các bạn sẽ thấy nó có thể gọi là VRAM này. Lên là 12GB. Các bạn cắm càng nhiều RAM thì cái này nó lên càng nhiều nhé. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test qua phần mềm Full Max các bạn ạ. Ở đây các bạn có thể thấy là nhiệt độ của GPU ở ngưỡng khoảng 76 độ C và CPU ở ngưỡng khoảng 65 độ. Các bạn có thể thấy là chiếc máy có đến 4 cái hốc tản nhiệt ra bên ngoài, thổi khí nóng ra bên ngoài. Với khả năng tản nhiệt của MSI thì mình với khả năng tản nhiệt của những chiếc laptop Gigabyte thì mình đã test rất là nhiều máy, nó cũng khá là ok. Và khi chạy ở mức hiệu năng cao thì quạt có thể nghe thấy rất rõ này. Nếu mà để tỉ tay đây các bạn thấy nó thổi ra khá khó chịu các bạn ạ. Thổi nóng ấy. Nhưng mà các bạn mùa hè mà có thói quen để tay đây, nóng cực kỳ luôn. Với mức nhiệt độ như này thì mình nghĩ là tất cả các ứng dụng về đồ họa thì nó chạy hoàn toàn ok. Các bạn sẽ hỏi mình là mức nhiệt độ cho phép của một chiếc laptop xách tay thì nó là bao nhiêu. Thì thông thường nhiệt độ mà để sử dụng các phần mềm đồ họa và chơi game hiệu năng cao thì nó sẽ ở ngưỡng khoảng dưới 80 độ là ok nhất.
Còn nếu mà nó vượt quả ngưỡng trên 90 độ thì máy chúng ta có thể bị tụt xung. Nếu mà hoạt động như này thì các bạn thấy đêm là hơi ồn đấy các bạn ạ. Hết công suất là quạt sẽ ồn. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test qua phần mềm CBM 15R MCU 11400H, chip thế hệ thứ 11 của Intel, được sản xuất với tiến trình chip của nó là 10 nanomet các bạn nhé. MCU này có giá khoảng 250 đô. CPU có 6 x 12 luồng và xung nhịp có thể hoạt động turbo boost lên đến 450, 12 MB bộ nhớ Core nhé. Và công suất có thể đạt maximum tối đa là 45W đấy các bạn ạ. Các bạn thấy là nó rất là nhanh đúng không? Điểm số lên đến 1455 CB. CPU có càng nhiều lõi, càng nhiều luồng thì các bạn sẽ hỗ trợ render càng nhanh, các phần mềm tính toán càng nhanh, hỗ trợ các vùng xử lý về đồ họa càng tốt các bạn ạ. Còn với MRTX 3050 thì được tích hợp hai lõi, đó là lõi Ray Tracing và lõi Tensor. Ray Tracing thì là cái lõi mà ứng dụng cái ánh sáng thời gian thực đấy, ví dụ các hiệu ứng như là đổ bóng, giọt nước, vân vân. Trong khi đó là lõi Tensor thì nó lõi trí tuệ nhân tạo, nó sẽ hỗ trợ các thuật toán tốt về hình ảnh, xử lý các thuật toán về game cũng như đồ họa tốt hơn. Mặc dù máy bây giờ chỉ có 4GB thôi nhưng mà gần như là các ứng dụng về đồ họa trên chiếc laptop này thì sẽ cày được tốt các bạn nhé. Kể cả những tựa game lặng nhất thì vẫn có thể chơi được. Đây các bạn sẽ thấy điểm số của nó bây giờ nó lên đến 131.50fps nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử test ứng dụng về dựng video 4K trên chiếc máy này. Vâng, thưa các bạn, thì với phần mềm Adobe Premiere, đây là cái phần mềm ứng dụng chuyên dùng để dựng phim các bạn nhé. Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều phần mềm, nhưng mà kể cả công ty mình thì cũng đang sử dụng phần mềm Adobe này. Ôi chà, nhanh thế. Trời ơi, chiếc máy chỉ mất có 13 giây thôi các bạn ơi. Chưa bao giờ mình test một cái máy mà cấu hình tầm trung mà nó chỉ có mất 13 giây đã xong một đoạn video hơn 1 phút này các bạn này. Rất nhiều hiệu ứng 4K này. Đấy, hơn 1 phút đã xong rồi. Với sức mạnh của chiếc máy này thì đối với các YouTuber cũng như các bạn làm phim về quảng cáo truyền hình thì nó hoàn toàn có thể dựng những đoạn video 4K chất lượng cao trên chiếc máy này nhanh như này các bạn nhé. Sẽ rút ngắn cái thời gian render rất tốt luôn. Các bạn ơi, mình đang test tựa game RE2. Các bạn có nhìn thấy cái hiệu ứng ánh sáng này không? Đó gọi là ánh sáng thực đấy các bạn. Những cái tựa game mà được hỗ trợ Ray Tracing thì nó sẽ tích hợp những cái Vega như là RTX 2060, 3060, 3050, 3050 Ti sẽ hỗ trợ rất là tốt nhé. Đây các bạn nhìn này, hiệu ứng ánh sáng. Và khi chơi một tựa game nặng như này thì nhiệt độ của máy cũng ở ngưỡng khoảng trên 80 độ C. Thực ra nhiệt độ này cũng không phải là mát các bạn ạ. Bốn hốc tản nhiệt thổi gió ra liên tục. FPS cực cao 140. Với tần số quét 144Hz thì cũng sẽ hỗ trợ các bạn chơi game tốt hơn, mượt hơn. Tần số quét nó gọi là khung hình chuyển động trên dây trên màn hình đấy các bạn. Với những tựa game lặng nhất thì các bạn cứ cài vào chiếc máy này có thể vui chơi giải trí những lúc rảnh nhá. Ôi trời, nhìn ghê quá. Tản nhiệt như này thì hoàn toàn đáp ứng những tựa game nặng như này và có thể cày kéo liên tục mà các bạn không sợ hại máy, mặc dù là nhiệt độ thực sự là không quá mát. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc laptop Gigabyte G5. Nếu như ở phân khúc 20 triệu thì mình nghĩ đây là một chiếc máy hoàn hảo. Các bạn có thể sử dụng trong lĩnh vực, các bạn có thể dùng kỹ thuật này, dựng phim này, chơi những tựa game giải trí nặng nhất, ứng dụng những công nghệ hiện đại và tiên tiến. Những cái công nghệ hiện đại thì mình đã giới thiệu các bạn ở phần trước rồi. Còn nhược điểm của máy thì các bạn thấy là vỏ nhựa thì mình có cảm giác như là hơi gọi là ọp ẹp một chút. Và chất lượng màn hình thì đánh giá ở mức gọi là trên trung bình. Còn đâu thì mọi thứ đều là hoàn hảo cho một chiếc máy ở phân khúc giá rẻ. Pin của máy thì mình cũng đã nói rồi, dung lượng pin hơi thấp. Nếu các bạn sử dụng ở chế độ văn phòng thì có lẽ nó sẽ trụ được khoảng 3 giờ. Còn nếu mà chơi game chỉ được hơn 1 tiếng nữa các bạn ạ. Bởi pin của những dòng máy gaming thì chưa bao giờ được đặt ở mức cao. Bởi vì khi chúng ta làm đồ họa cũng như chơi game thì các bạn phải cắm sạc vào thì các bạn mới dùng được các bạn nhé. Và lưu ý đây là dòng sản phẩm chính hãng được bảo hành 2 năm tại thị trường Việt Nam. Chính vì thế người mua chúng ta cũng rất là yên tâm tin tưởng vào những dòng sản phẩm laptop như này. Các bạn lưu ý là Gigabyte họ vào thị trường Việt Nam chúng ta rất lâu rồi nhé. Và đây là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Đài Loan. Họ gia công sản xuất rất nhiều cái dòng laptop cũng như chất lượng bo mạch chủ, cặp màn hình ở Việt Nam cực kỳ nổi tiếng các bạn ạ. Nên hoàn toàn có thể tin dùng các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, chương trình chân tay và đánh giá dòng sản phẩm laptop Gigabyte G5 phiên bản 2021 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là các bạn đồng hành ủng hộ kênh công nghệ của TND bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.